Ngọc chào cả nhà hết nha. Rồi xe lửa đi nữa rồi. Ơi, xe lửa chạy qua cả nhà. Mà giờ tới 6 qua. 6 giờ là còn nhiều chuyến đi nữa. Mà mình đang review cánh đồng lúa ruộng ở đây. Cả nhà ơi, cái chỗ này nè. Thì ngày xưa đó, cái năm vừa rồi thì người ta trồng cái hoa mặt trời thì ngay chỗ gốc này hiện cả nhà. Nếu dài xuống dưới kia. Nhưng mà năm nay á, thì nó trồng lúa mì. Việt Nam mình gọi là lúa mì, nhưng mà ở bên Pháp này nó gọi là cái gì? Fagin à. Fagin. Đó, thì cả nhà thấy nguyên một cái cánh đồng không? Ở lúc dưới kia nó có cái hoa cải vàng vàng mà mình đi rồi. Đi rồi mà nó không không tới nha cả nhà. Càng đi càng thấy xa, càng đi càng thấy xa. Cho nên mình quyết định là quay trở lại, tại vì mình không dám đi tới xa nữa. Đi tới xa nữa mình sợ lắm, mình có một mình nữa. Cho nên đó mình quay trở về đây và mình đứng mình review cái cánh đồng cho cả nhà mình cùng xem. Cả nhà mình thấy lúc ở dưới không? Có cái hoa cải màu vàng đó. Đó, xanh vàng. Thì ở đây quá trời luôn. Nhưng mà nãy mình đi tới lúc ở dưới cái vườn cây ở kia, nhưng mà mình thấy còn xa nữa, cho nên mình quyết định quay trở về đứng đây để mình review cánh đồng này cho cả nhà mình cùng xem ở cái vùng của mình. Tại vì người ta năm nay người ta trồng cái lúa mì ở đây, còn ở đằng kia xa quá xa thì người ta trồng bông cải hoa cải ở cả nhà để người ta lấy người ta làm dầu. Cho nên mình đứng ở đây để mình review, mình cùng tâm sự cả nhà. Nhưng mà từ ở dưới kia nó có hai cái đống phân của con bò, gió nó thổi ngược về cho mình, hôi quá, hôi quá hôi hôi quá hôi cả nhà ơi. Đó, cánh đồng ở bên kia nữa, nhưng mà có mình không dám đi. Đi xa nữa mình không dám đi, tại vì cả nhà biết tại sao không? Mình đi vậy nhiều khi mình gặp những cái người mà người ta làm ở ngoài đồng ngoài rẫy nè, nó thấy có mình đi nè không có ai hết, rồi nó có chút men rượu vô đó, rồi hay là cái đầu óc nó không được bình thường đó. Sợ nó nắm mình vô rồi nó hiếp đảng mình đi, nó hiếp đảng mình, rồi nhiều khi nó giết luôn á cả nhà. Tại vì mình coi ngày xưa đó, mình coi Phó Mắt Sông á, thì nó cũng nói về tin tức như vậy lắm, cho nên mình không dám đi tiến sâu vào mấy cái đám rừng nha. Đi phải đi hai ba người, còn đi một mình thì mình không dám. Cho nên giờ mình đứng ở đây, bây giờ tiếp tục mình quay trở lại cái đường đi về nhà. Và mình đang đứng ở cái cây cái bông của cái bơm á cả nhà. Xin kiếm cái hoa cải để review cho cả nhà mình xem cái hoa cải. Nhưng mà ở đây là giờ không có trồng rồi. Ở đây giờ nó trồng cái gì đâu không à. Lúa mì không à. Còn đằng kia thì nó có nhưng mà nó quá xa. Cả nhà mình thấy cái vàng vàng đặng không? Đó. Mình đưa lên cho cả nhà mình thấy. Nó vàng vàng đặng á, nhưng mà nó xa quá. Không thể đi. Đây là đường ray xe lửa, bây giờ mình đi đường tắt, mình xuống cái đường ray xe lửa. Nãy giờ là trễ hết 3 chuyến xe lửa nha cả nhà. Bây giờ mình có nghe thêm một chuyến xe lửa nữa, nhưng mà không biết phải không hay là chuyến tiếng xe ở ngoài đường. Nhưng mà thấy là rồi chừng nào mà nó có đèn thì nè, đèn xanh, mở đèn xanh rồi giờ thế nào cũng có 1 chuyến 2 chuyến nữa à, mà không biết khi nào. Tại vì mình đang đứng ở đây, hồi nãy mình đứng ở trên đầu cầu đó đó cả nhà. Đó, mình đứng trên đầu cầu mình review hai hai bên
đầu dưới và đầu trên. Bây giờ là nãy giờ mình đi cái đường bên bên đồng ruộng đó, rồi mình đi băng qua phía bên chỗ này để lát mình đi về luôn nè. Mà nãy giờ qua tới đây thì chưa thấy có xe lửa, mình review cho cả nhà mình cùng xem. Đi kiếm bông hoa cải mà kiếm hoài không thấy cả nhà ơi, nó xa quá, xa quá không thể đi. Đi một mình thì sợ quá, đi hai người còn đỡ đỡ, đây có một mình hiu. Người ta mấy mai gặp mấy ông dê dê dễ bị nắm lắm, mình làm không lợi. Nắm vô ông bóp cổ bóp họng rồi la không được. Cả nhà thấy đường này xe lửa không, xa mút tí tè luôn. Giờ là đèn xanh, đèn xanh tất nhiên là chưa có xe lửa chạy lên. Ở đây là một chuyến chạy lên và một chuyến chạy về nha cả nhà, nó tới hai bên đường rầy xe lửa, tới hai bên lận nè. Bên kia thì chạy xuống đường, bên đây thì chạy trở về à Curie. Đây cũng có cây bông màu tím nữa nè cả nhà, đây đây cũng có cây bông màu tím nữa. Cây này nhỏ, cái bông nó nhọn nhọn lên á, thơm lắm nha cả nhà. Mà ở đây của chủ nhà anh ta, mình không dám bẻ, lát mình lại đằng kia mình bẻ. Mệt quá cả nhà ơi, đi quên đem chai nước theo rồi, nói chuyện như gió nữa, khô cổ, mệt nữa. À, cả nhà tưởng đâu là làm YouTube sung sướng lắm mà, lấy được tiền YouTube là cả một vấn đề. Đi đi kiếm hoa, bông hoa, kiếm chỗ nào đẹp để làm cái video, chứ không phải đụng đâu quay đó nha cả nhà. Mà phải vừa quay video phải cho chuẩn, chứ còn quay mà không được chuẩn, không được đẹp là ít có người xem. Nhưng mà cái vùng nông thôn của mình á, cái vùng nông thôn của mình thì ít. Cái xe nó chạy ồn quá, nó gắn bao cái gắn cái bô á. Cái vùng nông thôn của mình thì chỉ có cái mùa 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 xuân thì nó có hoa, và cái mùa hè thì nó có hoa thôi. Còn đi xa nữa thì mình đâu có biết chạy xe đâu mà mình đi kiếm cảnh này cảnh nọ để mình quay, cho nên là cả nhà thông cảm. Bông này nó chưa có được nở nhiều ở cả nhà, cho nên là nó không có được thơm nhiều đó. Cả nhà thấy nó đẹp không? Nhìn cái bông thấy đẹp rồi. Ở đây bông ít hơn nãy, bông nãy sum xê, ở đây giờ ít hơn. Đây cái cây nhỏ ít hơn. Đi nãy giờ mệt rồi cả nhà, về về tới đây rồi mà chưa chưa tới nhà nha. Nhà còn khoảng tiếng nữa mới tới. Vậy thôi cái video của mình kết thúc ở đây nha cả nhà.
Chào cả nhà hết nha. Ồ, wow.